tán dương tình yêu của Thiên Chúa và giá của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng tụng hô danh Chúa Ba Ngôi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trên cung thánh chúng ta thấy sự hiện diện rất quý báu của cha là cha nhà của chúng ta, và cùng với cha và thầy giáo đông cũng như cha phó và tất cả mọi người trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta cũng hân hoan chào đón tất cả quý khách đã chọn giáo xứ của chúng con, chọn cộng đoàn thánh Phêrô của chúng con chiều hôm nay để bắt đầu buổi hành phụng vụ của tam nhiệm thánh. Trong tâm tình này, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối và ăn năn. Chúng con đến tham dự yên tiệc cực thánh
như lời người truyền dạy. Xin Chúa cho tất cả chúng con được tràn đầy tình yêu và sức sống viên mãn của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và kiên trì cùng Chúa.